Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán hàng Khải Đăng ô tô. Em chuyên mua bán những dòng xe ô tô đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Địa chỉ An Lão, Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Xin kính chúc quý khán giả thân yêu có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chúc mọi người có những luôn thành công may mắn. Hôm nay em Khải Đăng lên báo giá cho bà con một loạt những mẫu xe bên em. Hôm nay em về cực kỳ nhiều xe nhé các bác nhé. Hôm nay ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày bao nhiêu, ngày 14 tháng 15 tháng 3 năm 15 tháng 4 năm 2021 thì Khải Đăng ô tô có về một loạt mười mấy mẫu xe mới tinh, rất là nhiều xe để bà con lựa chọn. Em nhiều nhất xe cỏ miền Bắc, có khi cả nước các bác nhé. Hiện tại bên em có tầm 200 chiếc xe cũng cỏ tại bãi để cho bà con ngắm nghía và đến xem trực tiếp, thì hãy liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789, chủ cơ sở các bác nhé. Thì đây là mẫu xe Kia Morning đời 2011 phiên bản Sport, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc, hàng nội địa Trung Quốc, Hàn Quốc các bác nhé, không phải Trung Quốc đâu. Và mẫu này hiện tại bên em đang chào bán mức giá 295 triệu đồng. Tuyệt phẩm của dòng Kia Morning nhé, phiên bản bán chạy nhất và đẹp nhất thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn là hàng hot nhất trên thị trường chuyển nhượng các bác nhé. Ở mẫu xe này là phiên bản Sport, nó có những đề lộ start top, túi khí, phanh ABS, la răng đúc nguyên bản theo xe, đèn bi xe lông đấy, đèn led, đăng kiểm tháng 1 năm 2022, cửa lock, trang bị đầy đủ full option sấy ghế, xi nhan gương, gương điện cụm xòe đấy, la răng đúc nguyên bản, nốp mới Michelin, tất cả đều đẹp, xe gia đình như các bác nhé, gốc Hà Nội, bao rút hồ sơ, giá bán 295 triệu đồng. Đây, xuất sắc luôn, không phải làm bất cứ một cái gì cả các bác nhé. Số tự động động cơ 1.0 xăng ăn như ngửi, 6 lít trên 100 km, máy eco các bác nhé, nên là nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Đó, nội thất đẹp như Lexus của phiên bản hạng A đấy, xuất sắc luôn. Và bên em đang chào bán với mức giá là 295 triệu đồng, và em có làm video riêng của chiếc xe này, em sẽ đăng lên sau đây để cho bà con các bác tiện theo dõi. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp lấy ảnh chi tiết qua Zalo của Khả Năng ô tô, số điện thoại 0326062789 nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Chevrolet Spark đời 2009 phiên bản số sàn. Đấy, sản xuất tại Việt Nam, động cơ 0.8 biển Hải Phòng, tên tư nhân, và bên em đang chào bán với mức giá là 88 triệu đồng thôi. Đấy, rất là rẻ và đẹp. Tắt đèn gầm đi anh ấy, đèn gầm nữa. Đèn gầm nữa. Đó, cái gì? 89,5 triệu đồng. Đăng kiểm tháng 10 năm 2021 biển Hải Phòng, tên tư nhân, mua chính chủ xe. Xe không khoan đục, nội thất rất là đẹp. Xuất sắc. Nói chung cái tầm tiền vài chục triệu đồng này thì bên em còn rất là nhiều mẫu xe như này, còn 3-4 chiếc Spark như này để bà con lựa chọn nhé. Không lấy chiếc này, lấy chiếc khác, bà con cứ liên hệ trực tiếp với Khả Năng đây. Em sẽ là gửi từng chiếc một cho bà con các bác để bà con các bác tiện theo dõi. Đó, với mức giá vài chục triệu đồng thôi sẽ được sở hữu một mẫu xe để về tập lái, chạy tránh mưa tránh nắng, chở con chở cháu đi học. Biển Hải Phòng, tên tư nhân, xe rất là đẹp. Động cơ 0.8 dòng Chevrolet này là thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đó, sạch sẽ rồi, nốp mới, tư nhân biển Hải Phòng, không phải làm gì. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Toyota Innova đời rất là cao, đời 2018, một chủ từ mới. Đấy, xe xuất sắc luôn, màu ghi xám lông chuột, 14A31956, mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, đời 2018 các bác nhé. Và bên em đang chào bán cái mẫu xe này với mức giá 585 triệu đồng. Đấy, bà con khi liên hệ trực tiếp với Khả Năng ô tô làm việc sẽ có giá giảm để cho bà con có thể lựa chọn. Rất là hợp lý giá tiền các bác nhé. Đó, biển Quảng Ninh, một chủ từ mới, xe đẹp, không khoan đục, xe rất xuất sắc luôn. Đây, nội thất các thứ tất cả đều nguyên bản. Đây anh em nhìn này, đẹp lắm. Toyota Innova, động cơ 2.0. Đó, có ca màn hình cam nùi, cam hành trình, màn Android, chân nỉ nguyên bản, ghế bọc da. Phiên bản số sàn các bác nhé, số sàn nhé, số tự động thì ra đấy thì kinh khủng luôn. Đấy, 8 lít trên 100 km này, hỗn hợp các bác nhé. Ngoài đô thị thì 8 lít thôi, rất là rẻ, tiết kiệm nhiên liệu xăng. Dòng Toyota này thánh Toyota rồi. Nồi đồng cối đá, Toyota Innova và Toyota Vios. Hai mẫu 7 chỗ Kia Carrera biển 24 Lào Cai luôn, một mẫu chiếc màu bạc ngày đời 2011. Và bên em đang chào bán mức giá 315 triệu đồng. À, chiếc này thì nó là phiên bản số tự động. Động cơ 2.0 các bác nhé. Đây, bên em chào bán mức giá 315 triệu đồng. Carrera 7 chỗ thương hiệu Hàn, sản xuất tại Việt Nam, đời 2011. Động cơ 2.0. Xăng khuôn này thì số tự động nó cầm khuôn 10 lít, 11 lít trên 100 km. Đó, bên cạnh đó là có mẫu xe cũng như vậy, đời 2010. Phiên bản số tự động luôn. Động cơ 2.0 và bên em cũng chào bán chỉ với mức giá 305 triệu đồng thôi. Rất là rẻ. Phiên bản này đầy đủ hai con đều trang bị đầy đủ túi khí, phanh ABS, la răng đúc, tất cả đều nguyên bản theo xe. Chiếc này còn lên được cả đầy đủ start top, điều hòa auto. Cái này còn nguyên theo xe hết các bác nhé, không khoan đục, xe gia đình. Ghế da nguyên bản này, đẹp chưa? Da Simini. Xuất sắc với giá tiền mà bà con đang lựa chọn.
Đó. Mẫu Vinagate đời 2010, một chủ từ mới biển Hải Phòng đã lên sóng rồi. Chiếc này bên em đang chào bán mức giá là 168 triệu thôi, giảm giá ngay 4 triệu đồng cho bà con cô bác để khi liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.1 biển Hải Phòng, tên tư nhân. Tư nhân này công ty không để ý nữa, nhưng mà nó là một chủ từ đầu. Đấy, nội thất nguyên bản, bản đủ đời 2010 có bản đủ thôi. Có màn hình cắm đùi trang bị đầy đủ rồi. Nhập khẩu keo chỉ zin, không đâm va gì, xe sạch sẽ. Đấy, tiếp theo là bộ đôi Gentra đời 2009 và 2011 phiên bản xe gia đình nhá. Trang bị đầy đủ hết, na răng đúc rồi, sơn xi cực kỳ căng và sạch sẽ. Mẫu Gentra biển 99A07772 này, xe này đời 2011 và bên em chào bán mức giá hơn 170 tỷ. Hãy liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 03260. Đâu, con này 209 mà. Con bên kia cơ, nhầm, con 15 này đây. 179 triệu đời 2011, động cơ 1.5. Gentra này nó là phân khúc xe giá rẻ. Rất là phù hợp cho các bác làm xe gia đình, tập lái, dạy lái, học lái đều ok hết các bác nhé. Xe tránh mưa tránh nắng mà cái form dáng của nó rất ok. Sơn xi máy gầm của nó không phải bàn về chất lượng bên em. Có những chiếc mà sẽ qua dịch vụ đồ nó chỉ bán 130, 140 là bền đầy thôi các bác nhé. Đấy, các bác có thể mua hoặc tìm kiếm giá rẻ trên các trang mạng khác hoặc là những kênh khác bán hàng khác đầy đây. Nhưng cái xe đẹp chất lượng thì nó thật với bà con các bác là mình phải đến xem xe trực tiếp mới biết được. Có thể anh em bỏ ra thêm 50 triệu nữa nhưng anh em mua được xe đẹp anh em rất an tâm các bác nhé. Và bên em đang chào bán đồ Gentra này với mức giá 158 và 179 triệu đồng, có hỗ trợ bà rút hồ sơ gốc đời 2009 và đời 2011 các bác nhé. Đấy, xe gia đình đây các bác nhìn này, không khoan đục, không taxi. Đây, ghế nỉ nguyên bản, hai chìa khóa theo xe. Đấy, vô lăng củ số như mới như này mà. Đấy, xuất sắc luôn, keo chỉ zin toàn bộ. Giá tiền thì lại quá hợp lý. Đây, anh em nhìn này. Đấy, xe rất là đẹp. Không phải làm gì nhé, không ngoài ga, tất cả đều sửa chữa đầy đủ hết rồi. Đây, anh em keo chỉ zin hết. Tôn vỏ mỏng tanh. Tôn vỏ mỏng tanh này anh em nhìn này, đấy. Mỏng tanh luôn. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Kia Morning đời 2006 phiên bản số tự động, động cơ 1.1 các bác nhé, màu đỏ. Em sẽ quay riêng chiếc này phục vụ bà con các bác. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021 và bên em đang bán với mức giá 148 triệu đồng. Khoang máy nó như mới các bác nhìn này, khô ráo. Số tự động nhé anh em nhé. Giá rẻ dưới 150 thì đây mẫu xe lên sóng khẳng định sẽ bay ngay lập tức các bác nhé. Anh em nào mà quan tâm mẫu xe này hãy gọi điện sớm cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để lấy sớm chiếc này. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021, không cần làm bất cứ một vấn đề gì cả với chiếc xe này luôn. Lốp sơn màu đỏ biển Hải Phòng, tên tư nhân, giá bao rút hồ sơ 148 triệu. Xe được trang bị na răng đúc. Đấy. Có một túi khí các bác nhé, dòng này phiên bản nhập khẩu Hàn Quốc mà. Động cơ 1.0 và số tự động. Đấy, nội thất của nó thì đẹp luôn, zin luôn tại vì nó không taxi dịch vụ nên xe rất là đẹp các bác nhé. Đấy, tắp nô tắp ni nó không có khoan đục đồng hồ tính tiền. Có trang bị màn hình rồi. Củ số đây, số thẳng. Đấy, ghế bọc da trần nỉ nguyên bản, sạch sẽ, không phải làm gì thêm. Có một túi khí ở bên lái đây. Đấy. Xe đẹp luôn, keo chỉ zin này các bác nhìn này, zin đẹp đẹp. Và bên em chào bán chỉ có 148 triệu đồng. Đấy, không thể rẻ hơn. Xuất sắc luôn nha. Đấy, 150 mà có ô tô số tự động đi đây thì anh em nào đang quan tâm mà dặn Khả Năng Ô Tô rồi em nên sóng báo giá cho bà con luôn. Rồi, hãy đăng ký kênh cho em qua số điện thoại 0326062789. Sẽ kết nối được Zalo hoặc anh em sẽ đăng ký kênh thì mỗi chiếc xe là lên sóng em sẽ báo giá luôn cho bà con để sớm nhất để bà con có thể đến lựa chọn xem xe, tránh người khác mua mất các bác nhé. Mẫu xe này khẳng định bà con thì bán trong vòng 3 ngày rồi nên bà con có bác nào anh chị nào yêu thích thì phải liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với chiếc Kia Morning Captivan đời máy dầu đời 2009 phiên bản xe gia đình, bên em chào bán mức giá 338 triệu đồng biển 36 quê Thanh Hóa, Hoa Thanh Quế. Đấy, đăng kiểm tháng 4 năm 2022 nhé anh em nhé. Đây, tất cả các xe trên vùng miền bên em đều mua, miễn là sao hợp lý về bán có lãi là em chơi hết các bác nhé. Có xe đẹp không lỗi, em không mua xe tâm đụng tai nạn ngập nước, có em giới thiệu người cho mua cho các bác, vẫn có người mua bình thường. Vì sao ạ? Thị trường bây giờ xe tâm đụng ngập nước nó đầy ra mà. Quan trọng là anh em phải có đội ngũ kỹ thuật viên, nó là chuẩn chỉnh, cam kết bằng văn bản trực tiếp cho khách hàng, không có nói chuyện là em không biết là không để ý, không nói chuyện đấy nha các bác nhé. Đó. Captivan máy dầu động cơ 2.0 máy của Santa Fe các bác nhé. Và bên em đang chào bán mức giá 338 triệu đồng đời 2009 phiên bản số sàn. Đó. Tiếp theo đây, rất là nhiều xe để bà con các bác lựa chọn anh em nhìn này. Cực kỳ nhiều xe luôn, em sẽ lên sóng báo giá một dàn Vios mới về bên em. Đời rất là cao, đời từ 2018 quay đầu lại các bác nhé. Đấy, thì cái mẫu màu đen kia là xuất sắc nhất trong những chiếc xe này. Vì sao ạ? Vì nó đời 2018, một chủ từ mới biển Hà Nội, tên tư nhân. Xe không khoan đục. Đấy, không taxi, xe đẹp đi với hơn 3 vạn thôi các bác nhé. 3 vạn 6 thôi, xe đẹp xuất sắc luôn. Máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ.
màu đen, và bên em đang chào bán mức giá là 415 triệu đồng đời 2018, máy mới. Máy mới màu trắng anh em nhé. Đây. 5 lít trên 100 km này, thông số các bác nhìn thấy không? Đấy. Đấy, zin nguyên bản, tất cả đều zin nguyên bản, gương kính chỉ điện cục xòe sinh nhân gương động cơ 1.5, màn hình Android, keo chỉ zin toàn bộ xuất sắc. Tất cả trải sàn 3D các thứ đầy đủ hết các bác nhé. Đây. Xe rất là đẹp. Xe gia đình anh em nhìn này. Đẹp lắm. Đấy, nên trần 3D vô cùng sạch sẽ, trần 5D. Đó. Đây các bác nhìn đây. Đâm đụng tặng xe, ngập nước tặng xe, cho xe không bán. Khẳng định bao test hãng cho bà con những chiếc xe cao này. Bao test hãng về vấn đề đâm đụng ngập nước cho bà con có yên tâm nhé. Một chủ từ đầu, xe là trang bị màn hình Android. Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân nữa, bà con đóng thuế vào sẽ không mất tiền biển. Anh em nào sang biển, anh em nào muốn chạy Grab các thứ là anh em có thể liên hệ Khả Năng Ô Tô nhé. Với mức giá 415 triệu đồng. Anh em chạy Grab tầm 3 4 năm là hòa 2 năm là hòa chân nữa. Đó, tiếp đó là chiếc mẫu xe một chủ từ mới biển Quảng Ninh màu đỏ. Đời 2015, e xịn các bác nhé, động cơ 1.5, 5 chỗ ngồi. Và một chủ bên em cũng chào bán mức giá rất là ưu đãi, 355 triệu đồng. Quá là ok, giá trên đã hỗ trợ 3 rút ở dưới gốc rồi. Đấy, tất cả đều zin hết, con này 15 này cũng zin, không hề có đâm va tai nạn gì. Nếu mà mất một phân keo chỉ em cũng tặng xe cho bà con cô bác. Đời 2015 em tự tin nói rằng nó xuất sắc với màu đỏ là nguyên bản zin theo xe các bác nhé. Màu đỏ, màu đen và tiếp theo là màu vàng cát đời 2017. Và bên em chào bán mức giá là 388 triệu đồng. Đấy, tiền nào của đấy bà con nhé. 3 mẫu xe các màu khác nhau, đời cao, form mới, để bà con có bác lựa chọn. Nếu anh em muốn xe rẻ, em bán 290 trong kia, màu trắng mấy con xe đời 2015, để cho bà con 290 thôi. Đấy, đời 2015 bản 1.3. Đấy, nó khác hoàn toàn. Đây là bản 1.5 bản đủ. Bản đủ được trang bị túi khí, phanh ABS, na đăng đúc, tất cả nguyên bản theo xe, không phải thêm thắt một cái gì vào cả. Chỉ việc sửa tút tát một tí sơn thôi là bà con sẽ lên sóng báo giá cho bà con chuẩn chỉ đây. Xe bên em không có đâm va tai nạn ngập nước các bác nhé. Nếu các bác nào không tin tưởng hãy đến xem xe trực tiếp bên em. Không tự dưng mà em có một cái bãi xe nó lớn như này. Và hiện tại số người đăng ký kênh của em đã 131.000 người rồi. Đó là tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho em Khả Năng Ô Tô trong những năm tháng vừa qua. Cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mọi người đến với em hãy liên hệ với em Khả Năng. Xe có giá giảm, xe có giá kích sàn cho bà con có bác khi liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô các bác nhé. Đấy là 3 mẫu xe bên em về đời cao, giá rẻ, hợp lý nhé. Do xe không đâm đụng tai nạn nhé các bác nhé. Còn cái mẫu xe mà nó đâm đụng va quẹt nhẹ nhẹ rồi anh em nó bán khác nhau hoàn toàn. Tiếp theo đó là một chiếc Vios G số tự động đời 2009 hay 10 đây. Chúng ta hãy cùng khám phá luôn này, đời 2007 số tự động. Và bên em đang chào bán mức giá là 268 triệu đồng. Đấy, Vios G số tự động nhé. Trong kia em có Yaris nhập khẩu đời 2008 bán 208. Đấy, con này là đời 2007 bán 265 triệu thôi. 265 hay 68 ấy nhỉ? 268 triệu các bác nhé. Giá tất cả nó niêm yết, bên em không có báo linh tinh nên bà con hoàn toàn yên tâm đến xem xe Khả Năng Ô Tô. Không có báo giá linh tinh, không có kênh giá, không có làm thị trường các bác nhé. Đấy. Tất cả những mẫu xe bên em đều có giá niêm yết tại cửa hàng, không cần làm bất cứ một vấn đề gì về xe cộ nữa. Hãy lên đến với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Dạ vâng, nhưng em Khả Năng vừa rồi nó lên sóng báo giá cho mọi người một loạt những mẫu xe mới về bên em, mới tinh trong ngày hôm nay các bác nhé. Vậy thì các bác, bà con, anh chị nào mà cảm thấy những chiếc xe bên em nó vừa tiền với mình, có thể liên hệ trực tiếp với em đăng qua số điện thoại 0326062789. Tiếp theo là mẫu Captivan này đời hay mấy nhỉ? 2009 bên em đang chào bán với mức giá là 245 triệu đồng, số sàn máy xăng các bác nhé. Đây, xe trang bị túi khí, phanh ABS, na đăng đúc, tất cả nguyên bản theo xe, dòng Chevrolet Captivan, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Việt Nam, động cơ 2.3. Đó. Cao gầm thoáng máy, ghế da nguyên bản theo xe các bác nhé. Sắp tới em về hai mẫu Captivan đời 2007 cho bà con lựa chọn dòng gầm cao bệ thoáng. Nó dòng này sẽ hơi tốn xăng một chút, nó sẽ tốn xăng hơn dòng xe Innova. Nhưng mà đổi lại nó được cái form dáng và được cái thương hiệu của nó rất là đẹp, và cái chiếc xe nó dòng mẫu xe 7 chỗ SUV hạng sang. Vâng. Các bác nhé. Ở liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Cảm ơn tất cả quý các bác, bà con, anh chị cùng toàn thể mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Anh em nào muốn chiếc xe nào, hình ảnh chi tiết từng chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô để lấy hình ảnh chi tiết nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.